Hai mọi người, mình là Tư Duy đây. Thì hôm nay Tư Duy sẽ chơi một cái trò chơi có tên gọi là Ninja Cầu Cá. Ninja chén trái cây thì các bạn cũng nghe rồi đúng không? Mà Ninja các kiểu các bạn cũng nghe rồi đúng không? Mà Ninja Cầu Cá thì lần đầu nghe đúng không? Thì bây giờ tôi bắt đầu chơi cái trò chơi này ha. Lay. Đầu tiên chúng ta sẽ... Này là biển ở đâu đây? Trên Green là biển ở đâu? Mấy cái biển tiếng Anh tôi không biết rõ đâu. Nhấn để mà câu cá. Các bạn sẽ lắc nha, lắc để mà tránh cá. Thì dùng ly càng thấp càng tốt hả? Ngồi. À, là chúng ta phải đi xuống dưới. Đi xuống dưới thì các bạn mới gọi là một lần kéo hết lên luôn. Thì các bạn sẽ câu được nhiều cá hơn. Các bạn sẽ xẹt để cắt ha. Xẹt. Đó. Fish again. Phải nhớ ha, phải né ra. Phải né. Né thì chúng ta mới bắt được nhiều cá. Các bạn lưu ý điểm đặc biệt của game này. Càng sâu càng tốt. Càng sâu sẽ càng bắt được nhiều cá quý. Bao nhiêu cá rồi. Các bạn nhớ gom lưới nha các bạn. Nhớ gom lưới. À, tự nhiên chém vô cái vòm vậy trời ơi. Khùng ghê. Nhiều lúc mình cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Tâm sự của một anh ninja. Xuống dưới, xuống dưới. Xuống nữa. 75m, nãy được 75m. Nãy hàm vàng mới vậy bị tèo. Xuống nữa, xuống nữa. Càng xuống sẽ bạn sẽ càng có nhiều cá quý. À, tới cái line đó là hết đát rồi. Các bạn không thể nào xuống được nữa. Trời ơi, phải upgrade lên. Nghĩa là upgrade cho cái dãy nó dài hơn các bạn. Cá cẩn thận bơm. Ủa, cái bơm. Chị biết rồi, đừng dụ chị. Nãy tôi cứ nghĩ là chỉ có cá không, không có bơm. Gì đây, gì đây? Thôi cái gì thế kia. À, lại đúng không? Nói chung là cũng bắt được, cũng cắt được, bắt một vài con cá. Đau khổ. Quá sâu, quá sâu. Xuống tiếp. Tức là, cái dây tối đa các bạn có thể câu là 75m thôi. Chỉ khi nào các bạn nâng cấp cái sợi dây câu thì các bạn mới câu được sâu hơn. Cũng được. 49 rồi. Rồi, sắp tới đích rồi đó. Càng nhiều cá càng tốt. Càng nhiều cá càng tốt các bạn. Nuôi. Nhớ nha. Rồi. Tới lúc chém. Thôi chuẩn quỷ bom. Cá càng ở dưới sâu thì bạn sẽ cắt được càng nhiều vàng. Sipas shop mua dây chứ. Ok, trời ơi mắc quá. 150 xu lần phải câu tiếp. Bây giờ đã được kéo dài tới 125m rồi ha. Đấy, chúng ta sẽ bắt được nhiều cá sâu hơn. Được bao bãi biển rất là thú vị. Ây, thằng quỷ ca. Ui, thứ vô duyên à. Chúng ta mở được một cái bản đồ mới. Đi câu mới đi các bạn. Câu ở đảo trời, 90.000. Trời ơi.
Trời ơi, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để đi câu qua những khu vực khác. Nhưng các bạn chịu khó câu tiếp ở đây đi. Nghe cá nè, quể cá này kém sang dễ sợ. Né rồi cũng phán ban lại. Trời ơi, lại nữa. Tôi hận mấy con cá. Nhanh. Nãy tôi mới thấy bóng dáng một con cá lạ. Xuống tiếp. Trời ơi, vậy tôi không bao giờ câu cá là vậy. Con dở không à, còn dở trong game nữa. Không còn gì để tha thu được nữa. Xuống. Trời, đang xuống 25m coi. Này 75m chuyện nhỏ mà sao 125m khó như vậy. Con quỷ cá kìa. Quỷ cá mỏ biến thái lắm. Ôi tự nhiên câu chúng cái hòm kho báu. Cá đâu? Đây mấy đứa. Mà kệ cũng được đi. Mấy con cũng đủ xài. Không nhiều không ít. Ủa xém chết. Đã cho tăng cá sao còn cho tăng bơm. Hả? Game biến thái này. Đã cho truyền cá còn cho truyền bơm là sao? Thôi, mua dây thôi được rồi. Ok baby. Mọi thứ rất là nguy hiểm. Bây giờ nó sẽ câu được 200m. Chấm 25 còn chưa đến đích nữa. Khi mà chúng ta nâng cấp quá nhiều nhưng mà chúng ta không đủ năng lực để mà qua được khúc đó. Ok, cảm giác ấy thiệt là đáng nề quá đi. Ây trời ơi. Không. Anh mốt con. Không. Giờ chém củi vậy. Dao cùi miếu dữ vậy trời. Dao mà cũng cùi mía vậy nữa thì sao bảo đánh cá. Trời ơi. Né ra. Mấy đứa này tụi bay xây ra coi. Nó trụy đi xuống coi. Trời ơi, nãy giờ chị mua được cái dây 200m, chị không có nào đi xuống được 125 luôn. Không. Tôi không cần. Một kiếm khác coi. Rồi 250 lần. Ráng câu cho nhiều xíu. Ish. Thứ gì? Xuống dưới. Nữa. Sau nữa mấy đứa. Lúc đó thì nó nhào hết một bên, lúc thì nó chia ra hai bên cũng khó ghê. Đường đâu màu à nè. Đó, kiểu vậy nè các bạn. Chia ra hai ba bên. Để tới đây cũng được. Không hoàn hảo lắm mà cũng không tệ. 20 con. Đúng xài. Nhắm một cái kiếm mới, kiếm này cồn quá trời cồn.
cồn không thể nào tán nổi. Chém rồi, chém hai ba lần rồi. Ai da. Kém. Ok. Chém mà như là chịu gãi ngứa vậy. Xuống. Lại mấy đứa, cho chị xuống dưới đi mấy đứa. Mấy đứa đừng vô dính câu nữa. Chị không muốn câu mấy đứa ở dưới, chị muốn câu mấy đứa ở lộn, chị không muốn câu mấy đứa ở trên, chị muốn câu mấy đứa ở dưới cơ. Đứa trên thì mày cứ yên phận ở trên giùm tao một cái. Nữa nữa. Ây. Khổ quá mà, 16 đứa. Rồi rồi, mạnh không rồi nè. Nãy ngựa dao cũng quất dễ sợ. À không, nhưng mà với cái con cá mà con cá xanh thì cũng phải chém nhiều nhát mới được. À, thôi chắc là số tôi giờ không nào xuống được dưới 200m rồi. Thì các bạn tiếp tục chơi thêm ha. Và mong là các bạn sẽ hết video này. Tạm biệt.